Top 5 video huyền bí đáng sợ. Số 1. Ngôi nhà được thừa kế. Một cô gái có tên Amber đã báo cáo rằng người chú của cô đã qua đời và cô ấy được để lại một trong những tài sản của ông ấy theo di chúc. Cô ấy chỉ đến thăm ngôi nhà một lần và nhanh chóng rời đi, bởi vì cô ấy nhìn thấy những cái bóng và nghe thấy tiếng thì thầm như có ai đó hay thứ gì đó đang hiện diện ở đó. Cô ta đã gửi cho họ một video bằng chứng về việc này. Họ đã cùng cô ấy đến ngôi nhà kia để điều tra điều bí ẩn bên trong. Họ đã đặt máy quay ở tất cả các phòng để chắc chắn họ không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, và máy quay của họ đã quay được những cảnh tượng thật sự gây rợn. Bro. Start down here. Bro, some knocked on our camera. What? What's down here? Dude, did you hear that? Is that Amber? Bro, let's go upstairs. Come on. Okay, come on. Let's go. Let's go to the room. Ah. Amber! Bro, where is she? Dude, I swear she was just in here. Yo, she's over here, come on. Wait. Amber! Amber, what's going on? Why are you in here? Help! It locked me in here all night. You gotta believe me. All right, let's go. Come on, let's go. Go! 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 Whoa! He's right there! He's right there! Go! Dude, hurry! Hurry! Go! Dude, go! Go! Theo bạn, hình dáng bí ẩn kia là gì? Đó là một sinh vật bí ẩn nào đó hay đây chỉ là một video dàn dựng? Mong bạn hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận. Xin cảm ơn. Số 2. Cô gái bí ẩn trong ngôi nhà. Nhiều người dân đã báo cáo rằng dạo gần đây họ thường xuyên trông thấy một cô gái mặc một chiếc váy ngủ thường xuyên xuất hiện bên trong ngôi nhà đó. Theo thông tin họ cung cấp thì ngôi nhà đó trước đây đã xảy ra một hiện tượng rất bí ẩn. Có rất nhiều người đã mua căn nhà đó nhưng sau một thời gian thì họ biến mất không dấu vết mà đến nay điều bí ẩn đó vẫn chưa được giải thích. Một vị cảnh sát đã nhận được báo cáo của người dân, anh ta đã đến đây để điều tra xem sự thật bên trong ngôi nhà bỏ hoang này và anh ta đã phải đối mặt với một thứ gì đó thật sự đáng sợ. Police department, anybody in here? Show your hands. Make yourself known. Get on the ground! Get on the ground! Right now! Trinidad King 1, did you copy that? Theo bạn, cô gái bí ẩn đó là ai? Là một tên sát nhân hay đó là một người có tâm lý bất ổn? Theo thông tin được tìm hiểu thêm thì, vị cảnh sát kia đã được tìm thấy ở trong khu rừng gần đó trong tình trạng rất nghiêm trọng. Vậy video trên là thật hay đây chỉ là một video dàn dựng? Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cho mình xin một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.